Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một cái tài liệu. Tài liệu về bảo trì trong nhà máy. Thì cái tài liệu này được biên soạn bởi thiết bị Fluke do nhà phân phối của Unitech trong thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và họ có gửi cho mình tham khảo. Hôm nay mình sẽ review qua về cái tài liệu này và mình sẽ share cho các bạn. Bạn nào cảm thấy những kiến thức ở trong này người ta tổng hợp nó phù hợp với các bạn có thể áp dụng trong công việc thì có thể tải về để sử dụng. Bây giờ mình xin phép được review qua cái tài liệu này. Thì ở đây là người ta giới thiệu cho mình một số các cái dòng sản phẩm mà ứng dụng để đo lường trong công nghiệp, các cái thiết bị đo lường, những cái thiết bị mà mình nên là đầu tư kỹ lưỡng một chút thì cái công việc của mình xử lý nó rất là thuận lợi. Ví dụ như ban đầu này giới thiệu về các cái tiêu chuẩn đo lường này. Đây là cái cấp đo lường điện, két 1 này, két 2, két 3, két 4 này. Nó là cái thông số thể hiện được các cái mức độ chịu đựng xung điện của thiết bị đo lường. Ví dụ như cái thằng két 1 này là thấp nhất, này là nó dùng cho mình ứng dụng để đo các cái thiết bị phụ tải ở cấp thấp nhất này. Tăng dần lên két 2, két 3 này. Cái két 4 này ứng dụng ở những cái nơi mà ở những cái mạng lưới phân phối điện, nó là cái power grid. Đây là mô tả này. Mô tả về chính là mô tả về cái két đây, cái tiêu chuẩn, cái cấp đo lường đấy. Ví dụ như đồng hồ mà đo két thấp mà mình đo ở vị trí mà phải dùng cái cấp két cao thì có thể nó xảy ra sự phóng điện ở bên trong thiết bị. Và thứ nhất thì nó có thể gây, đầu tiên là nó có thể gây hư hại thiết bị đo. Ví dụ như này. Cái thứ hai là nó có thể dẫn đến cái tình trạng mất an toàn cho người sử dụng. Chính là anh em bảo trì trong nhà máy này, mình dùng các thiết bị đo thông thường hoặc là thiết bị đo chất lượng không được tốt cho lắm mà đo ở những cái nơi mà nó yêu cầu cấp độ cao dễ dẫn đến là bị nguy hiểm. Đây là minh họa về các cái cấp này. Ví dụ các thiết bị điện tử, các cái bo mạch thì thường thường thì người ta dùng điện áp khoảng 24V hoặc là cao thì nó khoảng tầm 220. Các thiết bị điện tử, thiết bị dân dụng là điện nó thấp. Theo về đến cái két 2 là những cái thiết bị như là PC hoặc là TV hoặc là thiết bị ứng dụng. Đến két 3 FC panel này là cái những cái panel này điều khiển motor, nó là motor control panel, hoặc là các cái tủ bảng điện ở cái mạng phân phối cấp thấp của mình, còn các cái đồng hồ này, nét tờ này, két 4 này nó ra để đo mạng lưới thôi. Đây là những cái rủi ro mà sẽ gặp phải khi mà nó xảy ra phóng điện
tia hồ quang điện khi mà làm việc với két bàn. Két bàn nó đã cấp đã cao rồi, tương đối cao. Nhất là nó hư hại thiết bị. Cái thứ hai là nó có thể dẫn đến tình trạng là phóng điện một người gây nguy hiểm, rất là nguy hiểm cơ. Thường thì thiết bị của Flux thì tốt nhưng mà giá thì không hề gì cả. Nhưng mà các cụ bảo là tiền nào của đấy là đúng thôi. Thiết bị này mình có thể dùng tốn hao cả mấy năm trời, dùng rất an toàn. Nên là các cái nguy cơ tiềm ẩn khi mà đo lường điện. Trong bằng này cái lý do thì phóng điện do điện áp quá độ này, đo sai két, ví dụ là cái dây đo, cái que đo đồng hồ đo của mình chỉ chịu được két 2 thôi, mà mình đo đến két 3 hoặc két 4 dễ đai. Cái thứ hai là kết nối với nguồn AC hoặc DC ở khi ở thang đo ohm overload protection, thì đa phần là cái chức năng này thì tất cả các đồng hồ mới thế hệ mới bây giờ nó đều có. Mình đo sai thang đo nhưng nó không bị hỏng. Nếu như các đồng hồ cũ thì có thể là nó có các cái cầu chì đo sai thì nó sẽ bị hỏng thang đo. Tiếp theo đến phần thiết bị về nhiệt này, thì có các thiết bị đo nhiệt để cho các bạn có thể kiểm tra thiết bị của mình có đảm bảo được nhiệt hoạt động không, quá nhiệt không, có bị vấn đề gì về nhiệt không. Nhiệt thì nó sẽ dẫn đến là cháy nổ, làm giảm tuổi thọ thiết bị. Có các cái đồng hồ phân tích nhiệt của người ta rất là chuẩn luôn. Có thể kiểm tra được các cái chỗ đầu cốt nào đấu lỏng chẳng hạn. Đây, kiểm tra các cái đầu cốt này, thanh cái này. Đo nhiệt độ thanh dẫn này. Mình phát hiện được nguyên nhân là mình phát hiện được cái vấn đề này, mình giải quyết sớm thì sẽ giúp khắc phục thiệt hại rất là nhiều. Đấy, phát hiện được sự cố sớm mình giải quyết được thì sẽ không xảy ra cái trường hợp lỗi. Đây là cái dòng sản phẩm để đo nhiệt đấy. Những cái thiết bị này thì thật là nếu mà đầu tư được thì mà dùng thì cực kỳ là hữu ích đối với các anh em làm bảo trì trong nhà máy. Đây là camera nhiệt. Công nghệ xử lý ảnh đây. Đây là các hình ảnh thực tế mà họ đã đo trong quá trình ứng dụng đây. Khi mình làm việc với điện cao thế, trung thế, cao thế thì rủi ro cực là lớn luôn. Rất dễ bị
cái trường hợp mà nó phóng điện nguy hiểm cực kỳ luôn. Cái process tool này là các thiết bị hiệu chuẩn đó. Ví dụ như là cái thiết bị này là cái thiết bị nó sẽ phát ra một cái tín hiệu chuẩn cho con này. Ví dụ như cảm biến áp suất thì con này nó sẽ phát ra một cái áp suất chuẩn ở mức nào đấy, hoặc là nó biết được là cái mức áp suất mà phát ra là tương ứng là bao nhiêu miliampere chẳng hạn. Sau đấy nó sẽ đo cái feedback từ đồng hồ này về cái đồng hồ này, nó sẽ so sánh là nó đưa ra kết luận là cảm biến áp suất khi có chuẩn hay không để mình calibrate lại, hiệu chỉnh đó. Đây đây là cái mô tả về cái đồng hồ mình vừa nói đây. Phần này nó sẽ phát ra cái áp suất. Đối với những hôm trước mình có đi hội thảo thì mình có được biết là đối với những cái áp suất thấp thì có thể dùng được ngay trên đồng hồ này nó phát ra tín hiệu được, nhưng mà đối với những cái áp suất lớn, con đồng hồ lớn cảm biến áp suất lớn thì sẽ có cái phụ kiện, có một cái bơm này bơm áp. Đây là phần mô tả về cái quá trình mà mình thực hiện này. Còn đây là lợi ích nó mang lại được cái sự chính xác và an toàn. Ví dụ như là cảm biến, các cái cảm biến thì dùng một thời gian thì có thể là nó bị trôi, bị sai lệch thông số theo thời gian, thì nếu như bình thường thì các bạn đo đồng hồ thì không thể nào phát hiện được cái sai số, trừ khi là mình có một cái mẫu thì mình so sánh thì có thể tương đối không. Nếu mà có cái thiết bị chuyên dụng như này mình đưa được ra kết luận thì nó sẽ chính xác thôi. Đây là cái thiết bị, đây là cái phần câu hỏi. Ở đây có một số các câu hỏi đây. Đây là một bộ tool đây. Có cái đồng hồ là áp suất này, đây là một cái bơm, hand bơm, bơm bằng tay. Sau đấy là có một cái bộ đo đồng hồ này, đây là cái thiết bị cần đo để hiệu chuẩn này. Nó là lúc 754. Đây là một số các cái công cụ, ví dụ như là đo tín hiệu dòng chuẩn từ 4 đến 20 miliampere trong IO, VLC, trong các hệ thống
có cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ các thứ này. Mình đo có một bộ phát ra tín hiệu 4 đến 20 mA. Bộ phát này nó sẽ phát ra tín hiệu mA chuẩn để cho mình test mạch hoặc là mình kiểm tra đường dây. Bộ phát analog không 10V, 1 đến 5V. Đây là cái bộ ở đây. Bộ này là 773. 773 bộ này là phát vừa có thể đo được mA này, 4 đến 20 này. Vừa có thể phát ra được 4 đến 20 mA, đo được cả vôn DC đến 30V này. Con này giá khoảng tầm hơn 30. Lúc 789. Đo 1000V đến két 3 này. Đây là cái dòng sản phẩm tương ứng từ cái dòng thấp nhất lên đến cái dòng giá cao nhất theo cái biểu đồ giá này. Đây cái thang thiết bị đo và phát ra, thằng này là chỉ đo dòng thôi, nó có cái kẹp dòng này mình kẹp vào dây này. Ở cái phần này đây nó có cái kẹp thẳng vào dây này, không cần phải que đo gì cả, kẹp vào dây là nó sẽ đo được tín hiệu 4 đến 20. Tất nhiên là nó sẽ có một bộ que đo ở đây, que đo vừa có thể lấy tín hiệu phát ra vừa thì đo tín hiệu về. Đây là cái dài dòng sản phẩm này. Thiết bị đo áp suất này, multi function này, multimeter đo nhiệt độ, temperature này. Cái loại này siêu cao thủ này thì nó tầm mấy chục nghìn đô này. Oscilloscope này, thằng này mà đo có được, thằng này mà đo tín hiệu nhiễu thì tương đối ngon. Đây là cái phần mà đo được cả biến tần, mình phát hiện ra được cái dạng xung của biến tần nó như nào, mình điều chỉnh đi. Con này là máy phân tích ắc quy này, đo nội trở của ắc quy, đo rất nhiều thông số, phân tích xem ắc quy mình như thế nào, tình trạng như thế nào. Vừa rồi thì mình đã vừa review qua cho các bạn xem về cái file tài liệu này.
thì mình sẽ để link ở dưới video này, bạn nào cần thì có thể tải về và tham khảo. Hy vọng là sẽ có bổ ích với các bạn ở trong bảo trì trong nhà máy, nhất là mình có thể tham khảo được các cái dòng thiết bị, cái dòng thiết bị đo thì mình nếu mà có điều kiện thì có thể đầu tư. Cái thứ hai là trong này người ta tổng hợp cho mình một số các cái kiến thức để cho mình có thể áp dụng vào trong cái công việc mình, như là muốn phát hiện cái lỗi đấy thì mình có thể có những cách gì để tìm được cái lỗi đấy. Xin chào các bạn ở trong các cái video lần sau. Các bạn nhớ like, share, subscribe để mình làm một số các video để hỗ trợ các bạn, chia sẻ các kiến thức cho các bạn.